Vua Càn Long sủng ái vị công chúa nào nhất trong số 10 hoàng nữ? Nếu Hòa Kính công chúa là vị công chúa được Càn Long đế sủng ái nhất thời kỳ đầu, thì Hòa Hiếu công chúa lại có tiếng hưởng không ít ân sủng do là con gái út. Bà nổi tiếng là một trong những người con gái được Càn Long đế yêu thương nhất và cũng là con dâu của đại thần chứ danh Hòa Thân. Dù là con do Phi Tần sinh ra, song bà vẫn được ban phong hiệu Cố Luân công chúa, chỉ dành cho con gái của hoàng hậu. Còn Hoàn Châu Cách Cách không là ai trong số 10 hoàng nữ của Càn Long đế. Theo giải bày của tác giả Quỳnh Giao vào năm 1997, thì đây là nhân vật được xây dựng theo một sự tích về cô công chúa dân gian được Càn Long nhận làm con nuôi. Sau khi chết thì được táng vào công chúa phần nổi tiếng ở Tây Thành Bắc Kinh. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua cuộc đời của Hòa Hiếu công chúa trong lịch sử nhé. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Hòa Hiếu công chúa sinh năm Càn Long thứ 40, 1775, lúc này Càn Long đế đã 63 tuổi. Sinh mẫu của công chúa là Đôn Phi Uông Thị, cũng là một sủng phi có xuất thân bao y chính bạch kỳ. Có thể nói, lúc này hầu hết các con gái của Càn Long đế hoặc đều đã qua đời, hoặc đã lấy chồng và rời khỏi Tử Cấm Thành. Hoàng đế vì vậy rất vui mừng khi có thêm một tiểu công chúa. Kể từ khi sinh ra, công chúa đã được Càn Long đế hết mực cưng chiều. Vì bà là con gái thứ 10 của Càn Long đế, nên thường được gọi là thập công chúa. Hòa Hiếu công chúa thường quấn quýt bên cạnh Càn Long đế. Do vậy, bà thường có mặt trong các cuộc họp công khanh đại thần. Thập công chúa thường được nhận xét là có vẻ ngoài rất giống cha mình, lại có tính cách quyết đoán, và thường giả nam trang tháp tùng Càn Long đế trong những chuyến đi săn. Theo Khiếu Đình Tạp Lục, Càn Long đế từng than thở đối với công chúa nói, nếu con mà là hoàng tử, át ta sẽ lập làm chữ quân rồi. Năm 10 tuổi, Hòa Hiếu được phong Hòa Thạc công chúa. Khi tròn 12 tuổi, hoàng đế nâng địa vị lên Cố Luân công chúa. Vốn dĩ, Cố Luân công chúa là tước vị dành cho hoàng đích nữ do hoàng hậu hạ sinh, phẩm vị ngang với thân vương. Ngoài ra, Càn Long đế còn cho phép Hòa Hiếu dùng kiệu sức vàng, đây là loại kiệu chỉ sau khi xuất giá các công chúa mới được dùng. Từ đó cho thấy, sự sủng ái của Càn Long đế đối với con gái út của mình là khó có ai sánh bằng. Sủng thiếp của Càn Long đế là Dung Phi Hòa Trác Thị, vốn có xuất thân là tín đồ Hồi giáo. Bà rất yêu thích thảo nguyên và các sự kiện đi săn, nên đối với sự khác thường của Hòa Hiếu công chúa, Dung Phi cảm thấy đồng cảm và xem như con gái ruột. Khi Dung Phi lâm trọng bệnh, đối với hôn lễ sắp diễn ra của công chúa cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, liền trước khi qua đời đem hết châu báu chia ra cho các chị em, cùng người hầu cận thân thiết. Đáng chú ý nhất là số nữ trang dành cho Hòa Hiếu công chúa là nhiều nhất, lên đến hơn 200 kiện. Năm Càn Long thứ 54 1789, Hòa Hiếu công chúa 14 tuổi, kết hôn với phong thân Ân Đức 15 tuổi. Chồng bà là con trai cả của Hòa Thân, một viên quan rất được Càn Long đế sủng ái. Hòa Hiếu công chúa xuất giá từ chính Đại Quang Minh Điện, án theo lễ dành cho Cố Luân công chúa, thành hôn dùng rượu 30 cân. Theo quy chế thì đáng lẽ phải 40 cân, vì có thêm 10 cân từ Hoàng Thái Hậu, nhưng lúc này Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu đã tạ thế. Sau 3 ngày đại hôn, Càn Long đế triệu vợ chồng công chúa vào cung, ban cho 12.000 lạng bạc, cộng thông mức hạ định 1.000 lượng bạc hàng năm của công chúa xuất giá xa. Anh trai khác mẹ của Hòa Hiếu công chúa là Gia Thân Vương Vĩnh Diễm, khá yêu quý đứa em gái này, khi nghe công chúa trở thành con dâu của Hòa Thân thì rất lo lắng. Sau khi kết hôn, Hòa Hiếu công chúa có một con trai, nhưng 2 năm sau thì qua đời. Năm Gia Khánh thứ 4 1799, Hòa Thân bị bắt vì tội tham ô và lũng đoạn quan trường. Sau khi bị kết tội, Hòa Thân bị xử tùng xẻo, nhưng Gia Khánh đế sau đó cho phép Hòa Thân được tự vận tại nhà, để giữ thể diện cho em gái là Hòa Hiếu công chúa. Gia Khánh đế cũng vì thế tha tội cho phong thân Ân Đức, chỉ bị tước hết danh hiệu. Khối tài sản khổng lồ của Hòa Thân được tích cóp suốt một đời làm quan tham nhũng bị tịch thu. Gia Khánh đế tha cho gia đình Hòa Hiếu công chúa và thậm chí còn ban cho bà một phần trong số gia sản bị tịch thu này. Năm Đạo Quang thứ 3, 1823, Cố Luân Hòa Hiếu công chúa qua đời, hưởng niên 49 tuổi. Đạo Quang đế đích thân đến viếng tang. Tại Bắc Kinh có một tòa nhà thôn trang tầm 300 người ở. Theo truyền thuyết đây là nơi chôn cất của Cố Luân Hòa Hiếu công chúa. Bạn nghĩ gì về cuộc đời của Cố Luân Hòa Hiếu công chúa trong lịch sử? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!